Xin chào tất cả anh chị, rất là vui khi được quay lại với trang YouTube của Imoan Hammock. Hôm nay Imoan sẽ có một món quà hết sức là đặc biệt gửi tặng cho tất cả anh chị với giọng ca của em trai của Imoan với ca khúc Tình Thôi Xót Xa. Còn chờ mời tất cả anh chị chúng ta cùng. Trong mơ anh vẫn chờ em đến thôi xót xa.